Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có văn bản gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh 63 tỉnh, thành phố về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ cung ứng đủ vaccine và bơm kim tiêm theo nhu cầu cho triển khai tiêm nhắc mũi 4 của các tỉnh, thành phố. Các địa phương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại mũi 4 cho các đối tượng. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tiêm chủng khẩn trương hoàn thành triển khai tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho đối tượng trên 18 tuổi và tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ.